Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tính diện tích hình trụ. Thì ở đây thứ nhất nè, các bạn cần nhớ đó là một, thứ nhất các bạn phải biết phân biệt đâu là hình trụ. Được chưa? Ví dụ mình vẽ nè, đây hình trụ đây. Các bạn phải biết phân biệt đâu là hình trụ, được chưa ạ? Thì cái cạnh này nè, cái cạnh bên này người ta gọi là chiều cao, như là chiều cao, phần lớn người ta ký hiệu bằng chữ chữ H, được chưa ạ? Và hai cái mặt trên nè và mặt dưới người ta gọi là hình tròn, cái mặt trên này gọi là hình tròn có tâm nè, có bán kính ký hiệu bằng R đi. Thì các bạn cần nhớ tiếp theo thứ hai đó là công thức tính chu vi diện tích hình tròn hình tròn. Thì chu vi hình tròn nha các bạn, hình tròn sẽ bằng, phần lớn người ta ký hiệu bằng chữ C đó các bạn, sẽ bằng 2 pi nhân R. Nếu lớp nhỏ thì cái pi này chính là 3/10 14, các bạn có thể viết là 2 nhân 3/14 nhân cho R, với R là bán kính. Đây, bán kính là khoảng cách từ tâm nè đến một điểm bất kỳ trên một cái hình tròn nè. Được chưa? Rồi, công thức thứ hai, diện tích hình tròn được ký hiệu bằng chữ chữ S bằng pi nhân R bình. Hoặc các bạn có thể hiểu nếu lớp nhỏ nha bạn là 3/14 nhân bán kính. Được chưa? Và bán kính được ký hiệu bằng chữ R nhân R cho nó gọn. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp theo đó là thứ ba, đó là thể diện tích hình trụ. Diện tích hình trụ. Thì diện tích hình trụ mình sẽ có hai phần. Thứ nhất đó là diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh là gì? Là cái diện tích cái lon sữa bò, các bạn thấy cái lon sữa bò mà thì các bạn cắt bỏ hai cái hình tròn dục đi. Cắt bỏ hai cái vòng tròn của cái lon sữa bò các bạn bỏ đi, thì cái viền xung quanh gọi là diện tích xung quanh, được chưa? Thì diện tích xung quanh của hình trụ sẽ bằng nè chiều cao đây nhân cho chu vi hình tròn, hay mình nói gọn hơn là chiều cao nè nhân 2 nhân 3/14 nhân cho bán kính. Thì mình viết gọn lại sẽ bằng nè 2 nhân 3/14 nhân bán kính nhân chiều cao đó. Còn lớp trên người ta sẽ viết gọn lại là 2 pi nhân r nhân nhân h, được chưa ạ? R đây là bán kính, H đây chính là chiều cao. Tiếp theo, diện tích toàn phần là diện tích xung quanh của cái lon sữa bò và hai cái hình tròn ở trên và hình tròn ở ở dưới nữa. Vậy ta sẽ có diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích xung quanh cộng hai cái diện tích của hình tròn trên và dưới. Vậy sẽ có công thức là gì ạ? 2 nhân 3/14 nhân bán kính nhân R cộng 2 nhân 3/14 nhân bán kính nhân bán kính. Được chưa? Diện tích hình tròn bằng 3/14 nhân bán kính nhân bán kính. Nếu ở lớp trên thì các bạn có thể viết gọn lại 3 phớt 12 nhân 3/14 nhân
R nhân H cộng 2 nhân 3 phần 14 nhân R bình. Ok chưa? Vậy để tính được diện tích xung quanh cũng như là diện tích toàn phần, ta phải có bán kính và chiều cao. Ok chưa? Rồi, vậy mình cho bài tập. Ví dụ như một cái hình trụ có chiều cao 3 mét, bán kính đáy là 5 mét. Các bạn tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần giúp lợn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợn để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.